Hello, chào ngày mới tới tất cả quý cô chú chị Khang nhé. Em thương lên sóng cho quý cô chú chị Khang nhà mình. 2, 4, 6, 8, 10, 12 cục cẩm này là được 84 cân các bác. Rất là đẹp nhé, em vừa cắt xong. Đấy, có cục thì rục hết rác, còn có cục thì vẫn còn rác đang rục. Giá thì nói thật với các bác là rẻ bèo luôn đấy. Thật lòng luôn đấy, rẻ bèo luôn. Nếu bác nào thiện chí về làm đồ những cái đồ nhỏ này, tiện này, đục tượng này, các kiểu con đà điểu nhá. 84 cân, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 cục. Rồi cục số nhất này, 32. Đo được cường kính lõi không này các bác này, 16. Rác mục hết rồi, 16, 13 là cái chỗ đây thôi, chứ còn dưới đây thì lõi rất là to. Đấy. Mà lõi thì gốc các bác biết rồi đấy này, ăn cứ lung tung. Đấy. Đây lõi này, lõi luôn đấy, lõi này con này. Đấy, lõi này rất là to. Cục đây nếu mà to đo đường kính của nó hết là rất là to luôn nhé, 22 luôn đấy. Đất dính nhiều lắm rồi. Số 2 này, 26 26 15 13. Cục số 3 này, 30 12. Đế cục này đặc luôn nhé, cam kết luôn, nó chỉ khuyết xíu này. Cục đây hôm nọ em quay đây nhẵn như cái trôn. Đây là dài được 76. Vẫn rất là đẹp luôn. Bảo đục tiện. Nói chung là hàng này là đục tiện đều VIP mọi người nhé. Trên đầu được 10 này. Dưới đây 12 này. 15 này. 16, 17 này. Đấy, rất là đẹp. Dưới nữa này. Dưới nữa này 10 mọi người này. Rồi cục số 5. 60. Cục này là 80. Cục này 50. Cục đây là được 34. Cục đây là được 49. Cái đùi gà được 38. Gốc cao được 38. Gốc này cao được 43. Đế gốc này 18. 17. Trên đầu đây là 18. 10. Đặt. Đặt nhé. Nói chung là đây là phần rác mục mặt sau đây. Cục đây tinh lõi đông đặc luôn. Cục đây tinh lõi đông đặc. Vân rất là đẹp, em vừa cắt xong. Để lâu nó cũ rồi thôi. Chôn dưới đất. Đông đặc luôn nhé. Toàn hàng đông đặc hết. Nói chung là nó toàn những cái loại mà đường kính là 8. Mấy cái tròn tròn này 8 đến 17, 22 8, 17, 22 chiều dài có hết rồi mọi người nhé. 84 cân. Quý cô chú chị hàng thiện chí liên hệ em thương nha. Giá rất là rẻ luôn ấy. Đục tiện, để VIP. Cam kết luôn.